Xin quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay thì đã ra trận đấu muộn của vòng đấu thứ 37 giải Ngoại Anh à, giữa Newcastle tốt với Leicester City. À, trước khi bước vào trận đấu này thì Newcastle United chỉ cần giành thêm một điểm thôi là sẽ chắc chắn giành vé dự cúp C1 châu mùa giải năm sau. Và trận đấu này thì Trích Trè đã chơi à, rất là tốt và có được một điểm trước Leicester City bằng trận hòa không đều. Và với kết quả này thì Newcastle tức chính thức giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa giải năm sau khi có tổng cộng là 70 điểm hơn Manchester tức 1 điểm và hơn Liverpool đội đứng thứ 5 tới 4 điểm và còn một trận đấu nữa. Với việc mà dự Cúp C1 châu Âu lần đầu tiên sau 20 năm thì nó sẽ tạo ra một cái hướng rất là tốt cho Newcastle tức trong quá trình mà đội bóng này đang rót tiền vào để để tăng cường đội hình và có vé dự cúp xe thì họ sẽ chiêu mộ được những quân bài chất lượng hơn nữa để mà nâng cấp đội hình và không chỉ cạnh tranh ở cúp xe đâu mà ở mùa giải năm sau thì Newcastle rất chắc chắn sẽ trở thành một thế lực của giải ngoại Anh khi mà họ có ông chủ rất là giàu có theo lịch thi đấu của giải ngoại Anh thì đêm mai sẽ ra các trận đấu bù của các vòng đấu thứ 32 và lịch thi đấu cụ thể như sau À, vào ngày 25 tháng 5 vào lúc 2 giờ thì Brighton sẽ đối đầu với Manchester City. Đây chỉ là trận cầu mang tính chất thủ tục mà thôi, khi mà Manchester City đã chính thức giành chức vô địch rồi. Trong khi đó thì cũng vào lúc 2 giờ ngày 26 tháng 5, Manchester United sẽ đối đầu với Chelsea. Đây là trận đấu mà Manchester United không thua là sẽ giành vé dự C1 châu Âu mùa giải năm sau và với cái phong độ hiện tại của mình cộng thêm với lợi thế sân nhà thì Manchester United hoàn toàn có thể à, uh, giành vé để mà à, dự cúp C1 châu mùa giải năm sau. Uh, cập nhật lịch thi đấu của vòng đấu cuối cùng của ngoại anh mùa giải năm nay tất cả các trận đấu của vòng đấu thứ 38 thì sẽ ra cùng giờ vào lúc 22 giờ 30 à, uh, lịch thi đấu cụ thể như sau Arsenal đối đầu với Wolves, Aston Villa gặp Brighton, Brentford gặp Manchester City, Chelsea đối đầu với Newcastle United, Kichow Forest gặp Nottingham Forest, Everton đối đầu với Bournemouth, Leicester City gặp Tottenham, Leicester City đối đầu với West Ham, Manchester United gặp Fulham và cuối cùng là Southampton đối đầu với Liverpool. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại Anh sau vòng đấu thứ 37 như sau: Manchester City dẫn đầu với 88 điểm và đã chính thức lên ngôi vô địch. Arsenal đứng thứ hai với 81 điểm. Đứng thứ ba là Newcastle tất 70 điểm, đứng thứ tư là Manchester tất 69 điểm, xếp thứ năm là Liverpool 66 điểm, đứng thứ 6 là Brighton 61 điểm, xếp thứ bảy là Inter 58 điểm, đứng thứ 8 là Tottenham 57 điểm, đứng thứ 9 là Brentford 56 điểm, đứng thứ 10 là Fulham 52 điểm, đứng thứ 11 là Crystal Palace 44 điểm, xếp thứ 12 là Chelsea 43 điểm, đứng thứ 13 là Wolves 41 điểm, đứng thứ 14 là West Ham 40 điểm. Xếp thứ 15 là Bournemouth 39 điểm, đứng thứ 16 là Nottingham Forest 37 điểm, đứng thứ 17 là Everton 33 điểm. Ba đội cuối cùng thuộc về Leicester City 21 điểm, Leeds United 21 điểm và cuối cùng là Southampton. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về bảng xếp hạng cũng như cuộc chiến trụ hạng? ở giải ngọc anh thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo